Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Xe đạp Nhật Cần Thơ. Hôm nay mình quay video này giới thiệu với các bạn một con xe thương hiệu Beton. Tên xe là Marosa. Đây là cái dòng thể thao đường phố. Xe thể thao đường phố nam nữ chạy đều được, nhưng mà cái dòng này thì nữ chạy thì hợp hơn. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết để mọi người cùng xem nhé. Đây ạ. Con xe này cấu hình của nó là một đĩa 7 lít nhé. Đây, 7 tốc độ. Đó. Nó, cái máy nó đang bị hơi mờ chút. Nhôm ạ. Nhôm của sáng bóng này, này chuông nguyên bản của nó đây. Máy nó lên nét thì mình xin phép quay tới đâu mình giới thiệu tới đó nhé, cho nó khỏi bị quên. Đây ạ, cái này là cái đèn LED chính hiệu Beton luôn. Đèn theo xe luôn. Đây, cái con xe này cái đùm phát điện của nó nhé, cái đùm phía trước này cũng chính hãng Beton đây, sang chơi đó. Ánh sáng mình quay không được đẹp lắm, bên ngoài nó còn đẹp hơn nhiều nhé, nó bóng nó sáng hơn nhiều. Như thường lệ thì con xe này nó cũng hàm thắng của nó là nó phía sau nó xài thắng bạc đạn côn bi nhé, hay là còn gọi là thắng bi lăn á. Phía trước này là thắng ba mảnh dày cui luôn. Đi cùng với đó là cái tay thắng của nó này cũng nhôm đúc Beton này, là riêng cái anh Beton này tay thắng cực kỳ hoành tráng luôn. Tay thắng này còn xịn hơn của nhiều xe touring nữa, nhiều xe địa hình leo núi nữa. Đây, sơn của nó đây màu trắng. Đây ạ, cái con logo, cái logo này, cái cục logo nó rất dày nhé. Đây, cố gắng quay chi tiết. Đó. Ánh sáng mình đang quay thì nó cứ chập chờn, lúc nó bừng lên vậy, lúc nó sẫm trời xuống. Mùa này khó chọn được ngày nào mà ánh sáng đẹp lắm. Lúc mưa, lúc nắng vậy đó. Đó, sườn nhôm nhé, mình cố gắng mọi cách lấy cái góc quay rồi mà ánh sáng nó không được tốt lắm. Đó, cái này là tên xe nhé. Góc quay như bị loạn sáng, không có chuẩn. Marosa. Nhất là cái màu trắng này quay nó phản xạ ánh sáng khó quay lắm. Đây, xe một đĩa. Cái này là cái chắn xích đặc trưng của Marosa. Cùi đè Shimano Tunei nhé. Đây, đĩa 7 tầng. Đây ạ. 7 tầng đĩa. Khóa Beton luôn này. Ánh sáng nó bị loạn sáng lấy không được luôn. Đó. Xoay các kiểu mà nó vẫn cứ nó lên chữ Beton mờ mờ. Đây. Thằng Marosa này là cái đặc trưng của nó là cái chắn bùn nhé. Cái dè này nó kiểu như này, đèn thế này luôn, đèn nguyên bản của nó đó. Bây giờ làm việc các bạn nhé, mình sẽ quay cái xe lại, quay chi tiết cả hai mặt cho mọi người xem. Đây, ở cái
Ở cái góc máy này chụp cái phía bên này thì nhìn sẽ rất đẹp nhé. Mình cố nghiêng máy nhưng mà ánh sáng bây giờ nó hơi bị loạn sáng. Đó, ok. Quay cận cảnh nha. Đó. Sang cái góc máy này thì nhìn cái lùm trước nó bóng như này này. Ở đây nó có thêm cái đèn phản quang nhé. Sườn lành tít, không có cấn móp. Màu trắng các bạn thông cảm nhé, thường thường màu trắng quay nó bị phản xạ ánh sáng á, cho nên là nó không không lên nét như mấy cái màu kia đâu. Cố gắng nghiêng máy thì mà nó đỡ phần nào thôi. Hồi nào giờ thông thường quay cái màu trắng này thì thường thường nó vậy, nó bị dạng như kiểu là phản xạ ánh sáng, nó phản xạ lại máy nó. Đó, đây là cái tem Nhật này. Như mình vẫn thường nói nhé, là cái tem Nhật thì nó có mấy cái mấy màu nhé. Cụ thể xe này là màu trắng đây này. Không biết các bạn nhìn có rõ không? Mình cố zoom mà. Đó, ok. Rồi, nó lên nét rồi đó. Đây, cái tem Nhật đây, màu trắng này. Cái tem này thường thường có màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Đó. Thì mình vẫn nói rồi, tùy cái địa phương thì người ta xài cái màu khác nhau, mình không nghiên cứu sâu về cái đó. Đây Marosa. Đây con tem Nhật đây. Đó. Các bạn thấy chữ Japan. Đùm bạc đạn, đây nhá, cái này là đùm thắng đùm bạc đạn này. Beton. Cái đùm sau này là đùm Shimano nhé. Để mình cố gắng mình quay cho có nhìn thấy được chữ Shimano. Rung lên nè. Không thấy. Đó, sáng quá nó loá. Đó, ok. Rồi, Shimano đó. Đây, mình quay cái lấy nét lại cái bắt nét không được luôn, nó chạy đều luôn. Máy nó bắt nét nó. Khó bắt. Ngộ ta. Rồi được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cái đèn, mình quay cái test cái đèn cho mình xem nhé. Đèn bên ngoài không biết là bên ngoài nó có sáng không, đang ngoài nắng. Các bạn chờ chút nhé, mình bắt cái đèn mình quay cái test cái đèn. Test luôn cho nó dễ. Ví dụ bạn nào có mua thì về mình hoàn toàn yên tâm là cái đèn nó đang sáng. Đây. Đó. Sáng ba bóng luôn nha. Giờ test chớn. Thông cảm nhé, mình nãy là ga máy cho nên nó phải quá trình ga máy mới quay ấy được, quay một mình nên không có người quay dùm, phải vừa thao tác
ra máy cho nên nó, các bạn thông cảm chút. Để bảo ông ấy quay, ông cứ quay tùm lum đi đâu, mình tự làm không có người quay, vừa quay vừa xoay trở nên nó hơi khó khăn chút. Nó muốn quay được cái là phải ra máy, nó mất thời gian hơi lâu. Cái máy thì nó lại, cái chân máy dịch chưa đi mua được nữa, cà gật này. Bực ghê vậy. Đây, thực chấn cho nó đây. Đùm chấn chạy ngon nhé. Cái thắng quân bì bạc đạn rất lợi hại. Vừa rồi thì mình đã quay các cái chi tiết cấu hình của xe cũng như là test đèn, test chớn cho bạn xem rồi. Như thường lệ thì các bạn xem xong video có nhu cầu giao dịch thì đây ạ, trên logo của shop xe đạp Cần Thơ thì có cái số điện thoại 0939086797. Lần nào mình cũng nhắc lại là xe đạp nhà Cần Thơ chỉ sử dụng duy nhất số này để giao dịch. Nếu có ai mà dùng số khác giao dịch thì là không phải của xe đạp nhà Cần Thơ nhé. Rồi, ok. Mình xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn các bạn ở các video giới thiệu xe kế tiếp. Xin chào.